Thường á là vào những cái dịp nghỉ lễ hoặc là nghỉ giữa các học kỳ á, thì các học sinh của chúng ta ngoài cái thời gian học tập căng thẳng rồi, có lẽ ai cũng muốn là sẽ tổ chức cho mình một cái buổi picnic đi đâu đó vui chơi đúng không ạ? Bởi vì cái nhu cầu giải trí là cái nhu cầu tất yếu của con người. Thế thì không biết là ở Singapore thì liệu rằng là có những cái nơi nào đáng để cho mình có thể có những cái hoạt động vui chơi giải trí á? Chắc câu này mời chị Sa tư vấn thêm. Dạ. Các khu vui chơi giải trí ở Singapore thì rất là nhiều, và khi các bạn tới Singapore thì các bạn không thể bỏ lỡ một số nơi như là tour vịt lội nước. Thứ hai phải kể đến đó là trái sầu riêng Esplanade, và không thể không kể đến đó là đảo Sentosa. Đây là đảo thiên nhiên kết hợp với các loại hình vui chơi giải trí nổi tiếng ở Singapore. Vào mùa mua sắm thì các bạn có thể là mua cho mình những cái món hàng nhiều được giảm giá lên đến 70 đến 80%, và những mặt hàng mà không giảm giá thì các bạn sẽ được giảm từ 5 đến 10% trong cái mùa khuyến mãi này.